chính quyền cấp huyện. Tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đánh giá hiệu quả hoạt động của hai mô hình đảng bộ khối các cơ quan đảng, đoàn thể và đảng bộ khối các cơ quan chính quyền cấp huyện, hai mô hình công đoàn khối các cơ quan đảng, đoàn thể và công đoàn khối các cơ quan chính quyền cấp huyện. Cụ thể, năm 2021, Ban chỉ đạo 38 đã tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết, các kế hoạch công tác và sơ kết việc thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ những tồn tại hạn chế và khó khăn vướng mắc như một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa xây dựng được phương án kiện toàn sắp xếp theo Nghị định số 120 của Chính phủ. Việc lập hồ sơ sáp nhập bản của một số huyện thành phố có một số nội dung chưa đảm bảo theo quy định. Công tác kiện toàn, bố trí người hoạt động không chuyên trách có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu để tham gia hoạt động, quản lý tại địa bàn cơ sở sau khi sáp nhập ở một số bản còn chậm so với yêu cầu. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng thảo luận và cho ý kiến về các nội dung như việc tổ chức lại Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập mới hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phòng hộ Thuận Châu và hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Mường La thuộc Chi cục Kiểm lâm, phương án kiện toàn sắp xếp nhà khách Thanh Xuân, Hà Nội trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc sắp xếp kiện toàn Ban quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu, một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện đề án nâng cấp đô thị, điều chỉnh địa giới hành chính các thị trấn, một số huyện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở thống nhất các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh. Làm rõ được cái kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của các cơ quan nhà nước sau cái kết luận giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ đây để chúng ta có cái phương án, thì đây là Ban cán sự Đảng, các đồng chí phải tiếp thu. Chúng ta đã dùng hẳn một cái chương trình giám sát của hội đồng rồi, có kết quả rồi thì chúng ta phải thực hiện. Chúng tôi đề nghị các đồng chí phải quan tâm. Giao cho Ban cán sự tiếp tục có phương án để kiện toàn sắp xếp đối với các cái trung tâm và cái Ban quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, khó khăn sau khi sơ kết đối với các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh đã được đánh giá trong năm 2021, thực hiện việc rà soát các ban chỉ đạo, tổ công tác cấp tỉnh, rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế.